Xin chào, mình là Yến đến từ TOTLINK và đây là hướng dẫn cơ bản dành cho người mới bắt đầu từ con số 0 để bước vào thị trường tiền điện tử. Mình sẽ chỉ bạn cách tham gia vào thị trường crypto, cách đầu tư vào các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin, Ethereum hay là các loại tiền điện tử khác. Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu từng bước một để giúp cho quá trình này trở nên đơn giản và dễ dàng hơn nhé. Trong video này, bạn sẽ không chỉ học cách mua tiền điện tử mà bạn còn tìm hiểu mọi điều bạn cần làm trước khi thực hiện việc mua. Bằng cách đó thì các khoản đầu tư của bạn sẽ an toàn và hiệu quả. Và điều tuyệt vời nhất là nó sẽ dễ dàng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Mình còn nhớ lần đầu tiên mình tìm kiếm trên Google cách mua tiền điện tử thì mình gần như đã bị choáng ngợp bởi một lượng thông tin quá là lớn. Có rất nhiều thông tin mâu thuẫn cùng nhiều điều khoản khó hiểu. Và có rất là nhiều sàn giao dịch này, cũng như là nhiều loại tiền điện tử khác nhau rất là khó để lựa chọn. Vì vậy mà chúng ta không nên lao đầu vào đống thông tin đó ngay, mà bạn cần phải vạch ra một đường đi cụ thể đã. Và video này sẽ có tất cả những gì mà bạn cần. Bước 1 là cần phải tìm hiểu về thị trường crypto. Bạn đang xem video của mình nghĩa là bạn đã bắt đầu trên con đường đến với thành công rồi, vì bạn đã hiểu được tầm quan trọng của kiến thức và có ý thức tìm hiểu về thị trường trước khi tham gia. Thế là bạn đã thắng rất nhiều người mới khác rồi. Vậy bạn cần phải tìm hiểu những gì về thị trường crypto? Để có được cái nhìn tổng quan về thị trường tiền điện tử, nhà đầu tư cần nắm được các kiến thức cơ bản về tiền điện tử và thị trường như Bitcoin, altcoin, ví crypto, blockchain hay DeFi và vân vân. Sau đó bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về các loại giao dịch như giao dịch spot, giao dịch future, copy trading và nâng cao hơn nữa, bạn có thể tìm hiểu kỹ cách để bảo mật tài sản trong crypto cho đến các hình thức kiếm tiền khác ngoài giao dịch hay các kỹ thuật trading và kiến thức đầu tư chung để nâng tầm bản thân. Nhưng level 3 này bạn sẽ không thể nào mà ngày 1, ngày 2 có thể trau dồi được, mà bạn sẽ cần phải có một quá trình vừa học vừa làm. Vì vậy mà để bắt đầu bước vào thị trường này thì các bạn chỉ cần chuẩn bị tốt kiến thức ở hai mức đầu là ổn rồi nhé. Bước 2 là chọn một sàn giao dịch uy tín. Sau khi đã tìm hiểu khá khá kiến thức cơ bản thì bạn sẽ cần phải có một sàn giao dịch để đi vào thực tiễn, mua và bán những đồng coin đầu tiên. Có rất nhiều sàn giao dịch ngoài thị trường nhưng không phải sàn nào cũng uy tín. Vì vậy mà khi lựa chọn một sàn giao dịch thì bạn cần phải xem xét những yếu tố sau. Thứ nhất, sàn giao dịch có uy tín và hợp pháp không? Thứ hai, các sản phẩm và dịch vụ mà sàn cung cấp có phù hợp với nhu cầu của bạn không? Thứ ba, phí giao dịch của sàn có phù hợp với mức phí mong muốn của bạn chưa? Thứ tư, sàn có hệ thống bảo mật như thế nào? Có an toàn không hay dễ bị tấn công? Bạn có thể tự đặt những câu hỏi trên để đánh giá một sàn giao dịch. Mình cũng đã từng làm một video rất kỹ về cách lựa chọn sàn giao dịch crypto an toàn. Mình sẽ để link video ở dưới phần comment cho bạn nào muốn tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này nhé. Và nếu bạn chưa biết sử dụng sàn crypto nào để giao dịch thì bạn có thể tham khảo ngay danh sách các sàn mình để phía dưới phần mô tả của video và đăng ký bằng link mình để sẵn để có thể nhận được những phần quà ưu đãi hấp dẫn lên tới hàng ngàn đô từ các sàn nhé. Bước 3 là tạo một tài khoản để bắt đầu giao dịch. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo tài khoản trên sàn Binance, là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện nay, có tính thanh khoản tốt và đa dạng về sản phẩm cũng như là các dịch vụ. Và đặc biệt là đối với những người mới, khi đăng ký tài khoản bằng link mình để bên dưới phần mô tả của video thì còn nhận được phần thưởng chào mừng với trị giá lên tới 100 USDT. Đây mình sẽ đăng ký một tài khoản Binance cho các bạn xem. Các bạn cùng làm theo mình nhé. Đầu tiên, để có tài khoản và nhận được ưu đãi tốt nhất thì mọi người hãy truy cập vào link đăng ký dưới đây. Link này thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả nhé. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào đăng ký. Các bạn có thể đăng ký bằng email này hoặc là số điện thoại. Lưu ý là với mỗi địa chỉ này thì mình sẽ chỉ sử dụng được cho một tài khoản Binance thôi nhé. Sau đó thì họ sẽ yêu cầu mã xác minh gửi về địa chỉ mail của mình. Tiếp theo các bạn sẽ cần đặt mật khẩu cho tài khoản. Mật khẩu yêu cầu có tối thiểu là 8 ký tự, tối thiểu một chữ số và một chữ in hoa. Sau đó các bạn bấm vào tiếp theo. Như vậy là bạn đã tạo được một tài khoản Binance, rất dễ đúng không nào? Tại đây bạn nhấn hoàn tất để tiếp tục chuyển sang bước xác minh. Tiếp theo là phần xác minh tài khoản. Tại đây thì mình sẽ cần phải cung cấp các thông tin mà sàn yêu cầu như là quốc tịch này, tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh. Đối với sàn Binance thì họ sẽ yêu cầu người sử dụng là những người trên 18 tuổi. Còn đây là phần địa chỉ nhà ở này thì cũng không quá quan trọng, cho nên là mọi người có thể viết gì cũng được. Phần quan trọng là ở bước tiếp theo là phần xác minh giấy tờ. Tại đây thì bạn sẽ cần chụp ảnh giấy tờ tùy thân của mình. Bạn có thể chọn là căn cước, chứng nhân dân hoặc là bằng lái xe, hộ chiếu. Như mình thì mình vẫn nên chọn căn cước được đề xuất để làm cho dễ nhé. Đến bước này thì bạn có thể chọn làm ở trên app Binance trên điện thoại cho thuận tiện. Cuối cùng là bạn sẽ cần phải quét gương mặt ở trong app để hoàn thành xác minh tài khoản. Sau khi đăng ký tài khoản thành công thì bạn sẽ cần xác minh bảo mật GFA để có thể tăng tính bảo mật cho tài khoản cũng như là bắt đầu giao dịch trên sàn. Đầu tiên thì bạn sẽ nhấn vào biểu tượng hình người, sau đó chọn tài khoản. Kéo xuống chọn bảo mật. Đây chính là xác thực yếu tố GFA. Bạn sẽ nhấn vào nút kích hoạt ở dòng mã xác thực. Chọn thêm phương thức xác thực mới. Thêm mã xác thực này, tiếp tục. Đây, tại đây thì họ sẽ đưa cho mình hai cách để có thể lấy mã. Có thể là quét QR hoặc là nhập mã key. Đầu tiên thì bạn sẽ cần phải tải về cho mình ứng dụng là Google Authenticator ở trên điện thoại. Nếu mà bạn sử dụng điện thoại Android thì có thể tải ở trên CH Play, hoặc bạn sử dụng iPhone thì có thể tải ở trên App Store. Sau khi bạn tải về ứng dụng ở trên điện thoại thì bạn sẽ cần mở ứng dụng ở trên điện thoại của mình ra. Tại đây thì thường sẽ có hai cách để các bạn có thể lấy key. Cách thứ nhất là quét mã QR ở trên điện thoại qua ứng dụng Google Authenticator, và cách thứ hai sẽ là lấy key về USB. Tại đây thì mình sẽ sử dụng cách là quét mã QR. Đây, mình sẽ quét mã. Và bây giờ mình sẽ cần đợi để kết nối giữa hai thiết bị với nhau. Đó, vậy là passkey đã được xếp. Nhấn OK. Vậy là xong, bạn đã thêm được phương thức xác thực thành công. Bước 4 là mua những đồng coin đầu tiên. Với người mới, khi nạp tiền lần đầu với giá trị tối thiểu 10 USD tiền mã hóa, bất kể qua kênh P2P hay là tiền pháp định hay là tiền mã hóa, thì bạn đều sẽ nhận được một voucher hoàn phí giao dịch lên tới 30 USDT. Và khi bạn giao dịch lần đầu tiên với giá trị là tối thiểu 10 USD tiền mã hóa, thì bạn cũng sẽ nhận được thêm một voucher lên tới 50 USDT nữa. Sau khi các bạn đã có tài khoản Binance thì chúng ta có thể thực hiện việc mua coin qua giao dịch spot hoặc là P2P. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách giao dịch P2P trước. Mọi người sẽ chọn vào mục trade này, sau đó chọn P2P. Ở đây chính là giao diện của giao dịch P2P trên Binance. Hiện tại thì mình đang ở mục mua. Còn đây chính là danh sách các đồng coin mà Binance cung cấp. Mình sẽ chọn là USDT. Còn mọi người có thể thấy cái thanh này chính là mục để mình chọn loại tiền mà mình muốn sử dụng cho giao dịch. Mình sẽ vẫn để là Việt Nam đồng. Phía dưới này chính là danh sách những người mà đang bán đồng coin mà bạn muốn mua. Mọi người nên chú ý các thông tin của người bán. Ví dụ như là đây là số lượng giao dịch mà họ đã thực hiện này, cũng như là tỷ lệ phần trăm thành công của các giao dịch đó. Bên cạnh đó sẽ là phần giá tiền của một đồng coin mà họ đưa ra. Ở bên này chính là khối lượng giao dịch tối thiểu và tối đa. Ví dụ như người này, họ sẽ chỉ chấp nhận giao dịch tối thiểu là 150.000 và mức tối đa là 300.000. Còn cột cuối cùng chính là phương thức thanh toán mà người bán họ chấp nhận. Bây giờ thì mình sẽ lựa chọn một người ngẫu nhiên và thực hiện giao dịch mẫu. Ví dụ mình sẽ chọn người này đi. Mọi người sẽ nhấn vào nút mua. Sau đó là mình sẽ nhập mức tiền mà mình muốn mua vào. Ví dụ mình sẽ nhập 300.000. Sau đó mình sẽ nhấn mua. Sau đó thì trang Binance sẽ chuyển hướng đến phần đơn hàng của mình. Mọi người có thể thấy đây chính là phần thông tin tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng. Mọi người sẽ cần phải chuyển tiền cho người bán thông qua các thông tin này. Và đặc biệt mọi người lưu ý cho mình cái dãy mã số này. Khi chuyển khoản thì mọi người lưu ý là không nên ghi thông tin là mua bán gì cả, mà cần phải nhập chính xác dãy mã số này vào phần nội dung chuyển khoản. Và sau khi mọi người chuyển khoản xong thì mọi người hãy ấn vào nút này để thông báo cho người bán là mình đã chuyển khoản. Mọi người lưu ý là mình nên chuyển khoản xong rồi mới ấn vào nút này nhé, để tránh bị người bán họ báo cáo. Cách thứ hai để mua coin là các bạn sử dụng giao dịch spot. Mọi người sẽ cần quay lại trang chủ của Binance và lựa chọn vào mục trade, chọn spot. Với cách này thì chúng ta sẽ cần phải có USDT ở trong tài khoản hoặc là sẽ sử dụng một đồng stablecoin nào đó. Như vừa rồi thì mình đã thực hiện việc mua USDT. Vậy đây là mình sẽ sử dụng USDT để giao dịch. Các bạn nhớ là thanh tìm kiếm nhé. Tại đây là phần danh sách các cặp giao dịch mà mình có thể lựa chọn. Tại đây để ví dụ thì mình sẽ lựa chọn cặp BTC, USDT. Đây chính là phần biểu đồ giá. Các bạn kéo xuống sẽ thấy đây chính là phần để chúng ta thực hiện giao dịch mua hoặc bán. Phần bên phải là bán và bên trái là mua. Mình sẽ thực hiện việc mua. Vậy nên là đây, mọi người sẽ nhập phần giá tiền mà mình muốn mua vào đây. Hoặc là sẽ sử dụng cái thanh kéo này. Đây chính là thanh kéo dựa theo phần trăm số tiền mà các bạn đang có trong ví. Và ở trên Binance thì họ sẽ yêu cầu là tối thiểu là 10 đô trong một giao dịch. Mọi người có thể để ý đây chính là mục lệnh, các lệnh. Mình sẽ lựa chọn lệnh limit để mình có thể lựa chọn giá mà mình mong muốn. Đây mình sẽ nhập mức giá tối thiểu vào đây là 10. Sau khi nhập xong giá thì mình nhấn nút mua. Đó, đã hiện lên thông báo. Vậy là mình đã thực hiện thành công việc mua coin qua giao dịch. Bước 5 là lập chiến lược đầu tư cụ thể. Chiến lược này sẽ bao gồm kế hoạch phân bổ vốn, kế hoạch cắt lỗ và kế hoạch chốt lời. Chiến lược giao dịch và kế hoạch càng chi tiết bao nhiêu thì khả năng ứng phó với các biến động của thị trường càng tốt bấy nhiêu các bạn nhé. Nhưng các bạn cần lưu ý một điều trước khi tham gia vào thị trường crypto, đây là một thị trường có tính biến động cao cũng như là tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy mà các bạn cần phải trang bị đầy đủ kiến thức này, tâm lý vững vàng và tránh tuyệt đối việc chọn sàn qua loa cũng như là giao dịch theo cảm tính may rủi. Hãy tham khảo danh sách link sàn mình để dưới phần mô tả của video để có thể chọn được sàn giao dịch phù hợp nhất cũng như là nhận được những phần quà ưu đãi hấp dẫn dành cho người mới nhé. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment phía dưới video để mình giải đáp nhé. Và nếu bạn yêu thích video này của TOTLINK, hãy cho mình xin một like, một share và subscribe kênh YouTube của chúng mình nhé. Xin chào!